Đã quá à. Không, không, không rất lạnh. Lạnh. Cái nào cũng không lạnh á. Để sáng giờ hết lạnh rồi. Xuống đi, cởi giày luôn đi. Cởi giày lại đi đi. Con ốm lạnh. Cái này không có lạnh đâu. Này con mấy coi. Giờ, 3 giờ chiều chưa? 3 giờ chiều chưa? 3 giờ chiều. Ngủ được giấc rồi, nó hỏi bà nha. Ấp lượng là ngày em ngủ được nha. Nước lạnh đâu? Cũng phải nước dài các bạn. Ấp lượng nghe sẵn luôn ra ta. Mục tiêu của này ngủ được nha. Nói giúp đi. Em đi. Xe thả dê dê. Không người ta đợi anh. Dê. Bấm kèn cho người ta biết. Người ta dân đây dân chuyên nghiệp. Qua cầu Vĩnh Thành nó qua cầu sắt đây chứ phải hơn như đâu. Qua cầu Vĩnh Thành đó. Đó, có bạn kia dân điểm điểm. Kia. Số mà mấy đường không được hả chị? Im lặng là chính hết. Kia. Cái chị đang đang chạy đó. Nó quay khỏi luôn. Trang này cùi bắp quá. Đi nửa đường quay về. Chứ lại sắp đỏ kìa. Ồ, đã nha. Sắp đây này cũng tất cả. Đã để tải lượng. Không có cây gì. Mày sướng luôn rồi. Đấy kêu sùng hả? Mày kêu chị Long ra ngoài này này bao bụi nhóc này lo. Kêu chị chỉnh em mấy chiêu. Thế nào gọi là thiên nhiên. Mày thực hiện nữa, những chiêu kinh phỉ mày á. Để cho mày đây mày dắt ngón đi. Mỹ rồi đó. Mày sao mày có người thay thay quần. Không có đứa nào có cục sinh gôm cho cục sinh gôm coi. Gì vậy? Bí kíp đâu giờ sợ đi. Trời ơi đi còn chút xíu nữa mà. Cho cục sinh gôm. Sáng giờ nguyên thủ không chịu kêu. Đưa cho cha nè Bi. Rồi. Đưa cho cha nha, đừng ăn nha. Không ăn là. Nếu dưỡng cây chị ơi, dưỡng cây có chưa. Nè, dịnh cái da nó lại đến đi hết trơn thịt luôn rồi. À, đã quá. Xuống cái nó chổng đốc rồi, chổng đốc rồi. Ồ. Mặn ba. Ủa sao, đi. Sao làm cho nó chết được? Nhúng nước nó chết trơn rồi. Ủa, nhúng nước nó chết rồi. Nhặn nước nó không còn con lạc rộng nữa. Không lột được nào, cắt cái này ra đi. Tại vì xé tùm lum hả? À, nó không kéo được. Trời đất ơi. Ủa xe ướt. Mày biết làm không? Nè, nắm xe vậy. Anh thấy lội xuống nó chơi rồi. Chết mày mày nhá. Trời. Đùi ở đây. Đây là lên. Thôi bà đi luôn đi bà. Chắc bà đụng con nào nó banh con đó quá. Đéo không làm mà đến tới tối luôn. Con già mẹ và cô giả. Trời ơi, cũng cắn lên là cụ đã quá. Trời ơi. Mày khế đúng không? Thôi nó đã. La chị mở cung cung. Thích quá. Đi xa quá à, anh ơi. Đi xa mới vui. Đi xa xa đây đi.